trong cái bài của mình á, mình đã làm ví dụ như là bài máy tính này, thì cái máy tính chúng ta đã viết được cộng trừ nhân chia ở đây, và thầy đang viết thêm là mát lẻ, mát chẵn, min lẻ, min chẵn. Thì các bạn có thể viết thêm để mà mình chạy cho nó nhiều cái method tí xíu. Rồi trong cái phần máy tính test thì các bạn muốn test được, các bạn phải vô, các bạn cấu hình cho nó ở trong phần build path, các bạn phải tự thêm cái thư viện regunit 5. Bài thứ hai là Maven. Như vậy thầy hướng dẫn cho các bạn qua cái video trước á, thì trong cái phần Maven này mình tạo ra một cái dự án, và trong này thì chúng ta không cần phải build, mà ở trong cái file form này chúng ta chỉ cần đưa cái dependency này vào, đưa cái dependency này vào thì nó sẽ tự động nó lấy cái gunit cho mình, tự động nó lấy gunit, và mình đang dùng là gunit 13.2 4.13.2 cho nên nó tự động nó tải cái thư viện về cho mình luôn, mình không cần. Như vậy cái dependency này ở đâu thì trong video trước thầy cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Như vậy sau khi mà các bạn thực thi ở đây, ví dụ như chỗ này chúng ta có my number test, thì thầy đang test số chẵn, số lẻ, số nhỏ, số lớn. Như vậy khi mà thầy chọn thực thi run unit test, sau khi các bạn chạy xong thì trên máy của mình nó báo là mình đã pass và mình đã fail cái gì đó. Ví dụ trên này thầy chạy có một cái test case thôi và nó báo là một test case đó bị fail, chạy một test case và test case đó bị fail. Thầy chạy bốn test case, chạy bốn test case thì nó báo là có hai cái pass và hai cái fail, và mình chỉ biết vậy thôi đó, mình chỉ biết là có hai cái fail. Đây, nó chỉ thể hiện trên máy này. Nhưng chúng ta test xong không phải là chỉ cho chúng ta biết, mà mục đích của chúng ta là ai biết? Mục đích của tester test xong những cái mà fail này nè, ai cần phải biết? Dev biết. Vậy dev bằng cách nào? Gọi lên đây, nhìn máy của mình hả? Không được. Mình phải làm gì? Mình phải chuyển cái lỗi đó ra đâu nào? Chuyển ra đâu? Trong cái file Excel mà mình đã làm ở kiểm thử cơ bản, thì tổng hợp lỗi nằm ở đâu? Test gì? Căng ạ. Tổng hợp tất cả các lỗi khi chúng ta chạy test, nó sẽ tổng hợp ở đâu? Test defect. Cái này chúng ta sẽ quan tâm gửi cho dev cái này. Đó. Như vậy thì bạn muốn có được dữ liệu để bạn test thì dữ liệu này nằm ở đâu đây? Nằm ở đâu trong cái file đó? Cái dữ liệu mà đưa vào để test này nè. Nằm ở đâu? Hello, nằm đâu? Test key. Và chính xác là nằm ở test data, chính xác. Đây. Test dữ liệu test. Với một test data, chúng ta có thể nhiều test value. Như vậy thì chúng ta phải đưa vào là test data. Và cái đầu ra của mình là cái số 9 này nè, là nằm ở đâu? Số 9 này nằm ở đâu? Trong cái bảng Excel của mình. Test result, kết quả mong muốn. Như vậy thì khi mà bạn automation test thì bạn phải chuẩn bị cái file Excel này thật là kỹ. Thứ nhất là test
data. Và cụ thể nếu mà có nhiều test data thì chúng ta sẽ có nhiều cái test value. Và ứng với một test value thì nó chạy một lần. Và ứng với một test value đó thì nó lại sẽ có một cái kết quả mong muốn cho từng test value. Bởi vì cái mảng này chúng ta đưa vào khác nhau thì cái giá trị lớn nhất cũng khác nhau. Được không? Và cái kết quả mà test cũng khác nhau. Cho nên cái việc mà chúng ta đưa vô một test key mà có hàng chục test value thì chúng ta không thể nối miệng được. Mà chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta phải dùng cái test runner này. Để khi các bạn chạy, được chưa? Lúc này nó không còn chạy là unit nữa, mà nó chạy run application. Bởi vì trong này nó không phải là reunit nữa, mà chúng ta gọi đến cái reunit thôi. Như vậy lúc này chúng ta chọn run application. Và sau khi chạy xong, thì đây, bên này có bao nhiêu cái fail? Bên này nó báo là 2 cái fail. Tương ứng fail đó là gì? Ví dụ fail đầu tiên, đây fail đầu tiên, thì nó sẽ xuất cái fail đó ra đây. Xuất ra console. Fail thứ hai, xuất ra console. Đây, fail thứ hai. Ở bên trong mình đưa giá trị kỳ vọng là 2, nhưng thực chất nó tìm được là 9. Vậy mình có thể quay lại ở đây, mình ghi cái file này ra, mình gửi cho dev. Dev nhận cái file này nè. Và cái file này thầy đang ghi ở đây là ghi console. Còn nhiệm vụ của các bạn là các bạn phải đọc được cái này và bạn đưa nó ra đây. Ứng với test data này và kết quả dự kiến là như thế này, nhưng mà thực tế chương trình chạy test như thế này, cho nên dẫn đến fail. Được không? Được không nào? Được ha. Đó, như vậy thì nhiệm vụ của bạn là dùng cái file test này của mình, test design của mình, đọc dữ liệu vào từ test key và xuất ra lỗi nếu có defect. Đó là nhiệm vụ của bài ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta chưa xuất ra phái sao, mà chúng ta chỉ cần xuất ra phái TXT là được. Dữ liệu vào chúng ta chưa cần đọc vào, mà chúng ta nhập dữ liệu vô trước luôn để chạy thử. Có fail thì xuất ra phái TXT. Đó là xong nhiệm vụ của bài số số 4 không? Của lớp lớp 1. Bài tiếp theo á, giảng viên cho thêm đó. Bài 4, giảng viên cho thêm. Tức là chúng ta sẽ viết cái phần này. Và nếu như có lỗi thì xuất ra file. Đó là nội dung của phần slide, phần sau, test runner của chúng ta. Thì trong phần này chúng ta sẽ cần đến các lớp. Thứ nhất là bạn sẽ sử dụng cái result. Cái thứ hai là reunit core để bạn chạy cái lớp test. Cái thứ ba bạn cần là class failure. Đó là ba cái lớp mà chúng ta sẽ khai báo để chúng ta chạy cái dự án này. Hello, được không? Bây giờ mà lên đây mới code nữa thì làm sao mà theo dõi bài mới được. Như vậy đó là phần lý thuyết ha. Chúng ta sẽ kết thúc cái video phần lý thuyết lại.